Kính chào quý vị và các bạn. Đoạn nhạc chúng ta vừa nghe được phát ra từ cây piano KC-115D với chiều cao 115. Cùng vẻ ngoài sang trọng, chúng ta có thể thấy đây là sản phẩm vừa đẹp mắt với âm thanh lại rất là thu hút. Vậy thì yếu tố nào làm nên cái chất lượng âm thanh như vậy? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. KC-115 được các nghệ nhân người Đức chế tác theo kích cỡ được gọi là chuẩn hoàng gia Đức. Đó là khi các nghệ nhân nghiên cứu về kích cỡ của đàn và họ phát hiện ra rằng với những cây đàn có chiều cao 1m15 về bề ngang 148, chiều sâu là 55 và nặng 207kg thì cây piano đó sẽ phát ra cái chất lượng âm thanh tốt nhất trong cái phạm vi kích cỡ của nó. Thưa quý vị, kỹ năng cảm âm là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong việc học piano. Ngay từ bước đầu, nếu như chúng ta chọn một cây piano mà có chất âm không đúng chuẩn, nghĩa là cái âm thanh nó nghe không được gọn gàng hoặc là chối tai, thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi, lỗ tai chúng ta sẽ có những nhận định sai lệch về cái chất lượng âm thanh và từ đó sự cảm nhận về tác phẩm nó sẽ ít đi. Điều này sẽ xảy ra nếu như quý vị sử dụng những cái đàn piano đã trải qua một thời gian dài không được bảo quản tốt nè, đặc biệt là sao bo bị ẩm hoặc là bị nứt chẳng hạn. KC-115D với một sao bo hoàn toàn mới được xử lý đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Với lõi sao bo là gỗ vân sam nguyên khối, vì thế âm thanh của nó trở nên đầy đặn và long lanh hơn. Đặc biệt nhất, quý vị có thấy là với 5 trụ lưng đàn được xếp sole rất là thông minh, với 2 trụ ở phía trên cái tầng tráp để cắt đi những tần số âm thanh có thể gây chói tai, và ở phía dưới chỉ có một trụ ở phần bass để gia cố thêm toàn bộ khung sườn đàn ở đây và chừa khoảng trống rộng nhất để cái phần bass âm thanh phát ra lực hết mức có thể. Chính vì thế, với sao bo là gỗ vân sao nguyên khối cùng 5 trụ lưng đàn được xếp sole một cách thông minh là giúp cho âm thanh của KC-115D trở nên cân bằng nhất trong phân khúc của nó. Điều này cũng giúp cho những người mới học cảm nhận được sâu sắc và cái âm thanh trầm bổng vốn có của tác phẩm, và theo đó kỹ năng cảm âm được phát triển một cách nhanh chóng và đúng đắn nhất. Ngoài ra, trong phân khúc 60 triệu đồng, chỉ duy nhất KC-115D có thiết bị giảm tốc được gắn trên nắp đàn. Đây là một tính năng rất thiết thực nhằm giúp cho cái nắp đàn của chúng ta được đóng mở nhẹ nhàng hơn và để tránh va đập bàn tay của người chơi đàn. Đây là một cái tính năng rất là được ưu ái cho khách hàng. Tính năng hữu ích này đối với các sản phẩm khác ở mức giá tầm khoảng 150 triệu đồng trở lên thì mới được tích hợp. Trong khi đó, KC-115 của chúng ta chỉ với mức giá trong phân khúc 60 triệu đồng đã được tích hợp. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những đặc điểm vượt trội của KC-115D. Quý vị hãy đến trải nghiệm sản phẩm tại địa chỉ được gợi ý dưới đây và hãy gửi cho chúng tôi biết những cảm nhận quý báu của quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.